Những ngày qua, lũ lớn từ đầu nguồn liên tục đổ về khu vực đồng bằng sông Cửu Long, gây ra một số sự cố về đê bao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Sau sự cố vỡ đê ở xã Thường Phước thuộc huyện Hồng Ngự vào ngày 9 tháng 8, ngày hôm nay nước tiếp tục tràn vào ruộng lúa, gây thiệt hại nặng nề cho người nông dân. Nhiều hộ dân mất trắng do nước ngập sâu, máy gặt không thể đưa vào. Đoạn đê đã bị nước lũ phá vỡ khoảng 20 mét, nước tràn vào ngập mặt ruộng. Đoạn gần mặt đê nước cao khoảng 0,5 mét và đang tiếp tục lên. Theo thống kê của chính quyền địa phương, 80 hectare lúa vụ 3 khoảng 70 ngày tuổi bị nước lũ nhấn chìm. 300 hectare còn lại phải tranh thủ thu hoạch nhằm giảm bớt thiệt hại. Hàng chục máy cơ giới được huy động từ các xã lân cận như Thường Thới Tiền, Thường Phước 2 đến hỗ trợ thu hoạch. Ngoài ra, việc vận chuyển cũng được nhân dân triển khai rất linh hoạt từ phương tiện đường bộ đến đường thủy. Tuy nhiên, do nước lũ tràn vào ngập chân ruộng nên việc thu hoạch lúa gặp rất nhiều khó khăn. Theo Ủy ban Nhân dân xã Thường Phước 1, do nước lũ năm nay lên cao bất ngờ, cộng với chiều cường giảm tháng 7, nên đê bao lửng khu vực kênh Thường Phước, Ba Nguyên bị đe dọa nghiêm trọng. Trước đó, địa phương cũng đã huy động lực lượng dân quân tự vệ, công an xã bảo vệ đê. Sự cố xảy ra trong đêm nên mọi người không kịp trở tay. Nếu không kịp thu hoạch, 1-2 ngày tới, lúa sẽ bị thối bông và bao công sức của người dân hầu như bị mất trắng.